Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin ngày hôm nay ngày 9 tháng 7, chúng tôi gửi tới các bạn một tin nóng hổi liên quan tới Hải quân Việt Nam. Sau nhiều ngày chờ đợi, rốt cuộc đã có thông tin về việc Hải quân ta đã chốt được một hợp đồng đặc biệt. Không, nói chính xác hơn thì hàng đã về nước, đã chuyển tới đơn vị. Báo chí Anh đưa tin hồi cuối tháng 6 năm 2021, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ sớm triển khai đưa vào hoạt động tàu ngầm lặn sâu thế hệ mới, phục vụ cho công tác cứu hộ thủy thủ đoàn tàu ngầm trong các trường hợp khẩn cấp. Tàu ngầm cứu hộ đặc biệt này được thiết kế và chế tạo bởi hãng Forum Energy Technology, gọi tắt là FET, có trụ sở tại Anh. Thông tin này có nghĩa là Việt Nam đã nhập khẩu ít nhất một tàu ngầm cứu hộ lặn sâu hiện đại do một quốc gia phương Tây phát triển. Đây không phải là một mà là những hai tin vui. Một là chúng ta cuối cùng đã quyết định hoàn thiện hệ thống cứu hộ tàu ngầm cần thiết nhằm đảm bảo các tình huống xấu có thể xảy ra đối với lực lượng tàu ngầm. Hai là Việt Nam đang từng bước nhập khẩu các trang bị tối tân từ các nước đồng minh thân cận của Mỹ. Hay nói một cách khác, quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam với Mỹ và phương Tây đang ngày càng phát triển. Về loại tàu cứu hộ lặn sâu được cung cấp cho Việt Nam, đại diện của nhà phát triển cũng đã chia sẻ một số thông tin về mẫu tàu này. Tàu ngầm cứu hộ được phát triển để có thể cứu 17 người cùng lúc và hoạt động ở độ sâu lên tới 600 mét, FET nói với tờ Bell Marine Time. Nó cũng được gia tăng công suất động cơ và hệ thống điều khiển động cơ đẩy phụ, cho phép đạt tốc độ lên tới 4 hải lý trên giờ, có thể hoạt động ở khu vực có tốc độ dòng chảy cao, đại diện của công ty chế tạo cho hay. Cũng theo nhà thiết kế, tàu ngầm cứu hộ dài 10 mét, rộng 3,2 mét, có thể kết nối với tàu ngầm gặp nạn ở góc chênh 40 độ. Nó có thể phát hiện tàu ngầm bị nạn nhanh hơn so với các phương tiện tương tự, nhờ một bộ cảm biến tiên tiến bao gồm cảm biến vận tốc di chuyển DVL, con quay hồi chuyển sợi quang, sonar thủy âm và thiết bị cảm biến độ sâu. Tất cả các cảm biến và hệ thống sonar đều được nhúng vào phần mềm của FET để cung cấp các chức năng nâng cao, bao gồm khả năng lái tự động. Tàu ngầm được thiết kế để vận hành bởi thủy thủ đoàn 3 người, trong đó một người ngồi ở phía trước trong module chỉ huy và điều khiển tàu. Người thứ hai ngồi ở đuôi tàu, vận hành phần lớn các thiết bị cảm biến, các hệ thống hỗ trợ sự sống, đồng thời tiến hành xả nước dàn tàu theo yêu cầu. Người thứ ba sẽ vận hành buồng cứu hộ, vốn chiếm 2/3 thân tàu. Họ có nhiệm vụ chuẩn bị buồng để giải cứu, vận hành cửa sập và hỗ trợ chuyển 17 thủy thủ tàu gặp nạn sang. Lưu ý, 17 người là số hành khách tối đa mà tàu có thể chở trong một chuyến cứu hộ, nghĩa là để cứu thủy thủ đoàn khoảng 50-60 người sẽ cần vài chuyến lên và xuống. Về hệ thống động cơ, FET cho biết tàu sẽ trang bị động cơ điện với 6 bộ pin lithium-ion công nghệ cao, cung cấp năng lượng cho động cơ đẩy, hệ thống hỗ trợ sự sống, cũng như cung cấp điện dự phòng cho mỗi bộ phận quan trọng này. Các bộ pin này sẽ bố trí ở hai bên vỏ hình trụ thân tàu. Phần lớn các thiết bị trên tàu được cung cấp theo cặp để đảm bảo yếu tố dự phòng. Tiết kiệm điện và dự phòng là những cân nhắc chính trong giai đoạn thiết kế. Do đó, tàu ngầm kết hợp khá nhiều công nghệ tiên tiến để tiết kiệm năng lượng, cung cấp điện dự phòng trong các trường hợp có sự cố trên bo mạch, đại diện công ty chia sẻ. Hệ thống sạc pin được thiết kế để trở thành một thiết bị khép kín, phù hợp để lắp vào thùng chứa trên boong. Thiết bị này kết hợp với giao diện đồ họa được phản chiếu trong tàu, sử dụng thao tác nhấn nút. Điều này khiến việc vận hành trở nên đơn giản và hiệu quả, an toàn cao hơn. Thiết bị này có 6 kênh sạc pin riêng lẻ, cho phép tất cả các pin được sạc đồng thời. Hệ thống động lực chính của tàu lặn sâu sử dụng một cặp động cơ điện 20kW cung cấp lực đẩy tiến, lùi và lực đẩy vi sai. Ngoài ra, còn có 2 bộ trợ lực thủy lực cung cấp năng lượng cho 4 bộ đẩy phụ. Lưu ý, tàu cứu hộ lặn sâu được thiết kế để hoạt động như một phần của hệ thống cứu hộ tàu ngầm hoàn chỉnh, bao gồm một phương tiện điều khiển từ xa gọi là ROV để khảo sát các vị trí va chạm và một buồng điều áp trên tàu mẹ để hỗ trợ giảm áp cho thủy thủ đoàn được cứu, cũng như thủy thủ tàu cứu hộ lặn sâu. Và có một điều đặc biệt là, theo tờ Oxmark, Việt Nam đã mua của FET robot lặn sâu XLXC. Mẫu robot có khả năng lặn sâu 4.000 mét, được trang bị các hệ thống camera, cánh tay thủy lực, sonar. Hồi năm 2020, FET đã đưa robot XLXC tới Vịnh Cam Ranh để thử nghiệm các tính năng. Nhà sản xuất mô tả cụ thể quy trình cứu hộ tàu ngầm gặp nạn. Tất nhiên, chỉ là lý thuyết, thực tế có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Theo đó, khi tới địa điểm tàu ngầm bị nạn, việc đầu tiên là phải thiết lập thông tin liên lạc với thủy thủ đoàn. Tùy vào lý do của sự cố, ROV sẽ được triển khai tùy tình huống. Điều này có thể đơn giản là cắt các dây cáp, lưới đánh cá có thể mắc vào tàu ngầm hoặc thả các ngang cứu hộ chứa chất dinh dưỡng và vật tư y tế để giúp thủy thủ đoàn cầm cự. Nhà sản xuất nói thêm rằng, ngay cả khi ROV không thể hỗ trợ những việc này, nó sẽ khảo sát địa điểm va chạm và ghi lại dữ liệu bao gồm hướng tàu ngầm dưới đáy biển, các vật cản, dòng chảy, tầm nhìn. Nó cũng có thể để lại một thiết bị định vị để đánh dấu lại vị trí tàu ngầm nhằm phục vụ cho các chuyến cứu hộ tiếp theo. Sử dụng thông tin do thám được cung cấp bởi phương tiện lặn không người lái,
tàu cứu hộ lặn sâu sẽ hướng về tàu ngầm. Dù vậy, theo FET, kể cả khi ROV không cung cấp được dữ liệu, nhờ các hệ thống định vị tiên tiến, tàu cứu hộ lặn sâu có thể tự xác định vị trí tàu bị nạn. Sau khi xác định được vị trí tàu ngầm và mọi vật cản được loại bỏ cẩn thận, tàu cứu hộ lặn sâu sẽ điều hướng để thực hiện việc kết nối với tàu ngầm thông qua cửa cứu hộ khẩn cấp trên tàu bị nạn. Hầu như mọi tàu ngầm quân sự hiện nay đều thiết kế với hệ thống cửa cứu hộ khẩn cấp. Sau khi kết nối và kiểm tra đảm bảo mọi việc đều an toàn, tàu cứu hộ lặn sâu sẽ mở cửa để tiếp nhận các thủy thủ trên tàu ngầm gặp nạn. Nếu thuận lợi, ngay khi được đưa lên khỏi mặt biển, những người sống sót sẽ được điều trị. Họ sẽ được chuyển tới buồng điều áp để được nhân viên y tế hỗ trợ. Trong quá trình chuyển các thủy thủ lên tàu mẹ, các hệ thống oxy, pin sẽ được sạc lại nếu cần thiết trước khi tàu cứu hộ lặn sâu lặp lại quy trình cho tới khi đưa hết toàn bộ những người sống sót khỏi tàu ngầm bị nạn. Đây là quy trình thuận lợi nhất trong công tác cứu hộ tàu ngầm nếu không có gì bất chắc. Bởi lẽ, các tàu ngầm khi gặp nạn thường luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Ví dụ như chìm ở độ sâu lớn hơn khả năng mà tàu cứu hộ lặn sâu vươn tới được, hoặc là tàu ngầm có thể đã bị vỡ nhiều phần do áp lực của nước biển nếu chìm quá sâu. Đó là trường hợp đã xảy ra với thảm kịch chìm tàu ngầm Kri Nanggala của Hải quân Indonesia, xảy ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Chiếc tàu ngầm vốn chỉ được thiết kế để lặn ở độ sâu tối đa 500 m, nhưng bị chìm ở khu vực sâu tới 838 m, không có cơ hội sống sót cho thủy thủ. Rồi thì, vì một lý do nào đó, thủy thủ đoàn đã hy sinh toàn bộ khi xảy ra sự cố. Nói chung là có rất nhiều tình huống, nếu thuận lợi như diễn tập và tính toán của nhà thiết kế tàu cứu hộ thì đó là rất may mắn. Dĩ nhiên, không một quốc gia nào lại đi mong có sự cố tàu ngầm để cứu hộ cả. Nhưng, tàu ngầm nói riêng và tất cả vũ khí công nghệ cao nói chung, chung quy cũng chỉ là máy móc. Mà máy móc thì chuyện sai sót kỹ thuật là chuyện không thể nào tránh khỏi. Đôi khi sai sót tới từ con người, rồi vũ khí trang bị trên tàu ngầm, mọi thứ đều có thể xảy ra, không thể tính hết được sự cố. Tôi xin nhắc lại rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, do đó phải luôn có lực lượng phòng trừ, cứu hộ cứu nạn. Cũng như mọi công tác cứu hộ các phương tiện tàu gặp nạn khác, cứu hộ tàu ngầm cũng có khoảng thời gian vàng, và điều này phụ thuộc vào lượng oxy còn lại trong tàu, nhiều hay ít là do thiết kế tàu lớn hay bé, vấn đề mà tàu gặp phải. Dù vậy, nói chung là càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong 24 đến 72 tiếng. Càng ở dưới đáy biển lâu, hậu quả càng nghiêm trọng. Nhìn lại thảm kịch chìm tàu ngầm Kri Nanggala của Indonesia, dù sau đó người ta xác nhận rằng tàu đã bị vỡ. Thế nhưng, nếu trong trường hợp thủy thủ đoàn sống sót, thì Indonesia không có cách gì cứu họ được, mà phải nhờ cậy tàu cứu hộ Singapore, Malaysia đang trên đường đến, và cũng phải mất tới khoảng 3 ngày sau thì đội tàu này mới tới nơi. Để không bị động, tận dụng thời gian vàng, cần thiết khi đưa vào sử dụng tàu ngầm quân sự thì phải có cả lực lượng cứu hộ tàu ngầm chuyên nghiệp. Việt Nam đã và đang đi đúng hướng, phát triển đội tàu ngầm chiến đấu nhưng không quên lực lượng cứu hộ. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, nhà máy Z-189 đã hạ thủy tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm MSS ARS-9316 mang tên Yết Kiêu, số hiệu 927. Lớp tàu do tập đoàn Damen của Hà Lan thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất cho nhà máy Z-189. Tàu có lượng giãn nước 3.950 tấn, có thể hoạt động liên tục 30 ngày đêm, có khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12. Tàu sẽ được trang bị cho Hải quân với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm tàu mặt nước, khảo sát thăm dò nghiên cứu đáy biển, tìm kiếm, hỗ trợ trục vớt các vật thể dưới nước và thực thi các nhiệm vụ khác. Bộ Quốc phòng kỳ vọng tàu cứu hộ Yết Kiêu sẽ đáp ứng yêu cầu về hậu cần, cũng như duy trì năng lực tác chiến cho hạm đội tàu ngầm tấn công Kilo 636. Khi xảy ra sự cố chìm tàu ngầm Indonesia, một số bạn lúc đó có hỏi tại sao Việt Nam không cử tàu Yết Kiêu tới để giúp họ. Thực ra, thứ nhất là bạn không mời ta thì ta không thể đưa tàu sang. Và việc này không chỉ đơn giản là mời nhau một tiếng mà là một thỏa thuận hợp tác ký kết đàng hoàng, bởi lẽ nó liên quan tới an ninh vùng biển lẫn nhau. Thứ hai, tàu Yết Kiêu có thể chưa có đủ trang thiết bị cứu hộ tàu ngầm cần thiết. Nếu căn cứ vào thời gian lên tin Việt Nam mua tàu ngầm cứu hộ của Anh thì xem ra trước thảm kịch Kri Nanggala ta đã nhận trang bị. Thế nhưng, một hệ thống cứu hộ tàu ngầm không chỉ bao gồm một con tàu mà còn cả trang bị kèm theo. Quan trọng nhất chính là tàu ngầm cứu hộ lặn sâu, hệ thống robot tự hành lặn sâu, chuông lặn, buồng điều áp, trực thăng và các trang bị cần thiết khác. Và nhận là một chuyện, nên nhớ thủy thủ đoàn sẽ phải thực hiện việc huấn luyện làm chủ. Nếu cứ cố đem sang thì chẳng khác nào nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. Nhìn chung, việc cứu hộ tàu ngầm khó nghìn lần thì khâu huấn luyện diễn tập cũng phải khó trăm lần. Nên nhớ rằng, rủi ro khi cứu hộ không chỉ nằm ở bên được cứu mà cả bên đi cứu. Mọi sự vội vã đều phải trả giá bằng sinh mạng. Về tính năng của tàu, chắc là sẽ có bạn hỏi, tàu chỉ có thể lặn sâu 600 mét, vậy dưới 600 mét thì phải làm như thế nào? Sao không mua tàu lặn sâu hơn? Điều này hơi khó giải đáp,
vì nó thuộc vào các yếu tố riêng của hải quân ta. Chúng tôi chỉ có thể suy đoán rằng có thể có mấy lý do như sau. Thứ nhất, ta mua tàu cứu hộ căn cứ vào độ sâu hoạt động của tàu ngầm. Ví dụ như tàu ngầm Kilo 636, theo nhà thiết kế thì tàu hoạt động ở độ sâu trung bình 240-250m, có thể lặn sâu tối đa 300m. Độ sâu mà vỏ tàu có thể chịu tối đa thì không rõ, nhưng chắc là không quá 600m. Thứ hai, ta mua tàu cứu hộ căn cứ vào độ sâu vùng biển tàu hoạt động. Cái này thì mình không rõ là trung bình độ sâu vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của ta là bao nhiêu. Ngoài ra, còn là khu vực hoạt động của tàu ngầm Kilo như thế nào. Thứ ba, 600m là một con số chuẩn với tàu cứu hộ lặn sâu hiện nay trên thế giới. Tôi có thể khẳng định rằng phần lớn các tàu cứu hộ hiện nay đều chỉ lặn sâu tối đa khoảng 600m. Sâu hơn mức đó, hiện chỉ có các lớp tàu lặn của Nga và Mỹ. Ví dụ như lớp tàu Brit của Nga lặn sâu đến 1.000m, còn lớp tàu Majestic của Mỹ lặn sâu tới 1.500m. Nhưng đây là các trang bị rất đặc biệt và gần như là chưa thấy ai mua được các tàu này của Nga và Mỹ. Hay nói một cách khác, có thể chúng bị cấm xuất khẩu để đảm bảo yếu tố bí mật về công nghệ. Ngoài ra, việc tích hợp tàu Nga lên tàu cứu hộ của Hà Lan cũng là một vấn đề, liệu các trang bị có đồng bộ với nhau hay không. Do đó, đây có thể là các lý do khiến chúng ta nhập khẩu tàu cứu hộ do Anh đóng. Vậy, trong trường hợp phải cứu hộ tàu ngầm nằm dưới độ sâu 600m thì sao? Khi đó, chúng ta bắt buộc phải nhờ tới các đối tác hợp tác cứu hộ tàu ngầm, bao gồm cả Hải quân Nga. Tháng 12 năm 2019, tàu cứu hộ tàu ngầm Igor Belousov đã viếng thăm Cam Ranh và tiến hành diễn tập cứu nạn tàu ngầm với Hải quân Việt Nam. Tàu Igor được trang bị tàu cứu hộ lặn sâu đề án 18270, có khả năng lặn tới độ sâu 720m. Dù còn khá nhiều câu hỏi và thắc mắc, tuy nhiên, trước hết, hãy vui đi đã. Vui vì sự phát triển của quân chủng hải quân, vui vì chúng ta đang hoàn thiện năng lực cứu hộ tàu ngầm. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.